chào quý vị và các bạn, những người đang theo dõi buổi mạn đàm trực tuyến được thực hiện bởi Vietnam Center. Buổi chia sẻ ngày hôm nay mang chủ đề Hiện trạng và hướng phát triển của Cổ phong Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghe một trong các vị khách mời của buổi mạn đàm ngày hôm nay chia sẻ định nghĩa về hai chữ cổ phong. Nói về khái niệm cổ phong thì cổ là cổ xưa và phong là phong tục tập quán. Như vậy, cổ phong là những phong tục tập quán cổ xưa có những giá trị, có những nét đẹp riêng và nó cần được bảo quản, giữ gìn và phát huy. Và những bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay cần phải làm công việc đấy. Trong thời gian gần đây, cổ phong Việt Nam nhận được sự quan tâm từ phía đông đảo công chúng. Có rất nhiều các hội nhóm được lập nên ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, hội họa, cổ phục. Vietnam Center trong thời gian vừa qua cũng đã kết hợp cùng Comicola để cho ra đời cuốn sách Dệt nên triều đại. Cuốn sách là một khái lược về trang phục người Việt thời Lê Sơ. Việc đây là một dự án gây quỹ cộng đồng thành công là minh chứng rõ nhất cho sự quan tâm và ủng hộ phía công chúng đối với văn hóa Việt Nam. Nhưng ngay lúc này đây, hiện trạng của cổ phong Việt Nam ra sao, có những ưu nhược điểm gì và hướng phát triển của nó trong tương lai sẽ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện với các khách mời. Để trả lời cho các câu hỏi vừa rồi thì đồng hành cùng Vietnam Center ngày hôm nay có sự góp mặt của 4 vị khách mời. Đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu anh Đoàn Thành Lộc, nhà nghiên cứu, họa sĩ, nghệ nhân, chuyên môn trong lĩnh vực phục dựng cổ vật, đồng thời cũng là giảng viên Hán ngữ, nhà sáng lập Na Ngọc Hiên. Vị khách mời tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu chị Tuyết Nguyễn, là nhà sưu tầm cổ vật, người đã mang rất nhiều cổ vật Việt Nam hồi hương. Vị khách mời tiếp theo, anh Đinh Việt Phương, giám đốc công ty 3D Art, một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào phỏng dựng cổ vật Việt Nam. Và khách mời cuối cùng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Đức, người sáng lập thương hiệu Great Việt Nam và cũng là dự án Hoàng cung của Trẫm. Trước tiên thì buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ là về nhận định từ phía các anh chị ở những lĩnh vực khác nhau về hiện trạng của cổ phong Việt Nam. Xin hỏi anh Lộc ạ, với vị trí là một nhà nghiên cứu cũng là một người đã có rất là nhiều thời gian dành ra cho cổ phục Việt Nam thì anh có những nhận xét gì về vấn đề này ạ? Theo mình thấy thì hiện giờ cái phong trào cổ phong Việt Nam rất là khả quan. Đầu tiên là vấn đề về hội họa lĩnh vực nghệ thuật thì chúng ta có tranh ảnh, tranh vẽ, rồi kịch phim rất là nhiều. Cái hiện giờ đây là một lĩnh vực mà Đức rất là nhiều sự quan tâm và đặc biệt là các bạn trẻ nước nhà cũng đang rất là quan tâm cái vấn đề này. Chứ không chỉ là những cái người nghiên cứu đã có một cái thâm niên nghiên cứu mà ngay cả những bạn trẻ đang có cái lòng yêu nước, yêu cái lịch sử nước nhà, họ cũng đang tìm hiểu và đầu tư vào cái mảng này rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì với góc nhìn của một nhà người sưu tầm cổ vật thì chị nghĩ sao ạ, thưa chị Tuyết? Mình thấy rất vui vì cổ vật còn đang hồi hương. Với cá nhân của mình sưu tầm và anh em trong thế giới đồ cổ thì mình thấy một điều rất vui là cổ vật đang hồi hương những năm trở về đây. Từ hồi hương từ rất nhiều những nước châu Âu, châu Mỹ, nước Pháp, những cái nơi mà ngày xưa Việt Nam mình đã bị chảy máu đi quá nhiều. Nhưng hiện tại đang được trở về, đang được hồi hương rất là... Và những cái giới sưu tầm đang được chú tâm nhiều hơn và cái cổ vật Việt Nam đang được nâng tầm lên và hơn nữa trên các bảo tàng thế giới họ đang tạo được một chỗ đứng, họ đang để ý hơn và đã tạo dựng được những chỗ đứng dần dần cho cái cổ vật Việt Nam mình. Thì từ cái cổ vật đó mình thấy rằng ngay cả những cái cổ phục mình mà mang về từ cái cổ phục đó nó cũng liên quan đến văn hóa và cũng như bạn Lộc nói nó đang được ưu ái, được mọi người biết đến nhiều hơn qua dự án phim ảnh. Những cái buổi giao lưu, những cái buổi chụp hình hay là đơn giản nhất thì thấy các bạn trẻ đi chụp kỷ hiếu này, đó tuyệt vời lắm rồi. Dạ vâng. Vậy còn với anh Phương thì sao ạ? Với góc nhìn của một người làm công nghệ ạ? Thật sự với bạn là đến thời điểm hiện tại, điều mình cảm thấy rất là hân hoan nhất tức là các cái nền tảng của công nghệ rất là phát triển. 10 năm về trước thôi thì những cái công nghệ liên quan như công nghệ 3D này, quét 3D này, những cái website 3D này thì là nó rất là đắt tiền, rất là mệt mỏi khi mà mình bắt đầu tiếp cận các công việc, các cái công nghệ đó. Như hiện giờ thì đường truyền mạng mạnh hơn, máy tính thì mạnh hơn, đặc biệt là smartphone của mọi người thì bằng 3 lần, sức mạnh của máy tính ra phải bằng 3-5 lần so với một cái máy tính mạnh cách đây 10 năm. Và với một cái người rất là đam mê về cổ phong như mình và gần như là dành mọi cái nguồn lực để mà có thể dùng công nghệ để quảng bá các giá trị của cổ phong ở Việt Nam
thì là mình thấy là đây là cái thời điểm rất là tuyệt vời, khi mà mình gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy, là để mà mình có thể dùng các cái công nghệ để mà có thể quảng bá được cái giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh của mình. Vậy thì với anh Cố Đức ạ, mọi người đều biết đến qua những dự án như là Hoàng cung của Trẫm, thì anh Cố À, thì các ý kiến của anh chị này thì đều đã thể hiện hết là những cái mặt tốt. Tuy nhiên mình thì cũng quan điểm của mình thế là bên cạnh những cái mặt tốt như các anh chị đã nói, thì tất nhiên là ở cái cổ phong của Việt Nam thì bây giờ mới ở trạng đầu tiên, và nhất là ở về mặt cổ phục, tức là cái mà người ta sẽ quan tâm nhất trong lĩnh vực cổ phong, thì thực sự mà nói nó vẫn đang ở vạch xuất phát đầu tiên. Thì mong rất là vui khi mà đã có nhiều dự án của các bạn trẻ xuất hiện, và mình cũng muốn góp phần vào đấy là để cho nó được có chất lượng. Dạ, có thể nói là vạn sự khởi đầu nan đúng không ạ? Nhân đây nói về những cái khó khăn mà các anh chị gặp phải trong quá trình hoạt động cổ phong, thì em muốn quay trở lại với chị Tuyết ạ. Chị có thể chia sẻ một chút về những cái khó khăn mà mình đã gặp trong cái những cái bước đầu mà chị sưu tầm cổ vật được không ạ? Tôi nói thế là vô vàn khó khăn. Khi mình nói là may mắn có anh Phương, vì sao? Khi anh Phương nói về cái mạng xã hội, đó là một điều mà vô cùng tuyệt vời. Khi mình mới chơi cổ vật và mình mới tham gia và mới tiếp xúc về cổ vật, khi đó cái mạng xã hội nó vẫn còn rất là giới hạn, mọi cái thông tin, mọi cái những ưu ái vô cùng giới hạn. Và cái người trẻ như mình, như các bạn trẻ bây giờ này, thì thật ra là được người ta biết đến mình là điều không thể, và được hy vọng mình tiếp xúc với mọi người cũng đều rất là khó khăn, chưa để nói là tiếp xúc được những món cổ vật này. Nhưng bây giờ thì mạng xã hội phát triển, anh Phương nói anh Phương quét tất cả món cổ vật đẹp đưa lên mạng, và mọi người có thể xem được 3D, 3 đa chiều được. Cái thông tin nó rất là phong phú, cái hiện vật nó rất là phong phú. Cũng như cái bộ cổ phục mình mang về, mình đưa lên, mọi người không biết mình nhưng mọi người thấy những bộ cổ phục đó là mình đã thấy đẹp rồi. Mọi người có thể copy, phục dựng, đưa lên, chụp ảnh, lên phim, lên ảnh. Đó là những cái điều mà vô cùng tuyệt vời, và thấy rằng là sự phát triển mạng xã hội đó là cái ưu điểm nhất đến bây giờ cho tất cả những bạn trẻ muốn tìm hiểu về thông tin, về hình ảnh, về những cái con người hướng tới và những hội nhóm hướng tới, để có thể là góc gió, góc bão đều có một cái như vậy. Vậy là từ trong những cái khó khăn mình tìm thấy những cái điều may mắn trong đó. Yeah. Cái đấy là một cái mắt xích. Dạ, mắt xích nó như thế nào? Như bên em là cái phần họa sĩ và bên nghệ nhân. Trước đây khi muốn sáng tác một bức tranh, chẳng hạn như làm về cái văn hóa nhà Nguyễn, về áo dài, về cái cung đình như thế nào, không có một cái tài liệu. Bớt quá là phải bay ra Huế, mà thậm chí sau cái bao nhiêu cái thời gian nó thất thoát như thế cũng không thể có. Bây giờ thì rất là mừng khi mà có một cái hiện vật từ ở bên chị Tuyết, sau đấy là qua cái kỹ thuật hiện đại và đưa lên trên mạng như thế. Và cái bên nghệ nhân sáng tác như bên cánh của bọn mình ấy, thì rất là mừng. Cái áo dài có thể phóng to lên, xem từng cái chi tiết ở trong đấy, cái đường kim mũi chỉ họ như thế nào. Tại vì vừa đây mình có vẽ một cái loạt tranh, ở trong đấy có một cái tranh lụa, nó là tranh thêu tay. Thì mình vẽ vào, trước đây thì thật ra khi người ta vẽ đến tranh thêu đi chăng nữa thì hình họa như thế thôi. Nhưng mà lần này mình lại thể hiện là một cái tay và cầm một cái mũi kim và thêu lên như thế, và cái đường của mình ấy, là mình phỏng lại cái nét thêu. Nét thêu trên vải như thế nào thì mình phỏng lại như thế. Thật sự đấy là có sự hỗ trợ đa chiều. Cái bộ cổ phục của mình là anh Phương anh đã quét 360 độ để đưa lên, nên là mình có thể là nhìn mình theo một cái đa chiều được. May mắn là có anh Phương. Vậy là trước mà ta có một người mang cổ vật về đúng không ạ? Một người quét dựng các cổ vật đó và một người chuyên tâm nghiên cứu. Vậy thì với anh Vũ Đức ạ, là một người trẻ, chúng ta được tận hưởng, tiếp thu rất là nhiều những cái điều tốt đẹp từ các anh chị đi trước. Anh có muốn chia sẻ gì về những khó khăn hay những điều thú vị mà anh đã gặp trong quá trình hoạt động cổ phong không ạ? Khó khăn của các bạn trẻ bây giờ khi mà để phục dựng và ứng dụng các đồ cổ phong, thì thứ nhất đấy là về mặt tư liệu, luôn luôn là mặt tư liệu. Thậm chí là khi mà chúng ta tham khảo một số những tư liệu tại bảo tàng hay là những đơn vị có chức năng, có chuyên môn, đôi khi cũng phải nói thật là không chính xác. Nếu như mà có những cái chuyến mà gọi là hồi hương cổ vật như của chị Tuyết thì sẽ giúp cho mình gọi là sáng tỏ hơn
ví dụ như là về bộ Phượng Bào, rồi những bộ Nhật Bình về Phượng, thì đấy là cái rất là may mắn. Còn trước đây ví dụ như là ở thời điểm năm 1900, những quãng năm 1990, thì những cái chú gọi là chuyên gia về phục dựng trang phục như là chú Trịnh Bách chẳng hạn, ở cái thời điểm đấy còn chưa có máy di động, thì rõ ràng chúng ta thấy là để phục dựng được như thế thì rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà bây giờ ví dụ như khi chúng ta nhìn lại, có cơ hội được đối chiếu với rất nhiều hiện vật hơn, thì chúng ta thấy là sẽ vẫn còn có những cái điểm nào đấy ở cái thời điểm đó vẫn chưa ổn. Thì bây giờ ngày nay thì cùng với trình độ dân trí lên và cùng với sự hội nhập quốc tế thì sẽ có nhiều những cái cơ hội để có thể tham khảo rồi nghiên cứu phân tích. Có một cái ví dụ mà mình muốn chia sẻ, đấy là chẳng hạn như là ở các đồ phục dựng tại bảo tàng thì có những cái hình đồ án về mây chẳng hạn, thì tất nhiên nhìn về tổng thể thì mình thấy rằng là nó ok, nó đúng các đồ án này có đồ án kia, nhưng khi mà soi chi tiết vào thì có những cái đồ án mây chẳng hạn nó sẽ đã bị lược qua những cái nguyên tắc về tạo hình của các cụ ngày xưa. Hoặc như là khi đến năm khoảng độ 2010 thì Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam thì có phục dựng thành công được cái mũ. Tuy nhiên suốt khoảng độ hơn một nửa thập kỷ đó thì mọi người không biết được rằng là trên cái mũ đấy có cái chữ Hán nhưng mà lại bị xếp ngược. Đó, thế nhưng mà khi mà đưa lên mạng xã hội thì chính cái bạn trẻ lại người là người phát hiện ra điều đấy. Và điều này thì chắc là đã được chỉnh sửa lại rồi. Thì đó chính là những cái mà khó khăn từ trước. Và sau đấy thì bây giờ rất là nhiều cơ hội đến. Có qua những cái phần chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là lĩnh vực của anh Phương là một trong những cái lĩnh vực mà được nhắc đến, và vâng, như chị Tuyết nói, là một cái mắt xích rất quan trọng trong cái quá trình này. Anh Phương có muốn chia sẻ đôi điều về những cái thú vị hay là khó khăn anh đã gặp phải không ạ? Thực sự nhiệm vụ của những cái đơn vị như mình thì là muốn là mang cái công nghệ để mà có thể giới thiệu được cho tất cả mọi người cái giá trị của Việt Nam. Nhưng mà nếu mà khó khăn thì vấn đề tất cả khó khăn vẫn là tư liệu. Và mình tham gia làm để quảng bá về giá trị này từ những cái năm bắt đầu từ năm 2002-2003 đến bây giờ, thì thật sự là đầu tiên là cũng muốn là làm thế nào để có thể quảng bá được các cái giá trị. Mình là học kiến trúc, mình là kiến trúc sư, thì là khi tiếp cận với tất cả những công trình cổ rồi các cái giá trị liên quan đến cổ phong thì cái việc đầu tiên là tư liệu rất là khó tìm. Cái thứ hai là sau khi bắt đầu tiếp cận với công nghệ thì mình thấy là cái công nghệ nó rất là hay, mình hoàn toàn có thể mình nghiên cứu được và mình có thể để cho tất cả mọi người cùng có cái giá trị, hiểu được cái giá trị nghiên cứu của mình. Thế là mình bắt đầu mình đi theo con đường đó, và thật sự là có thể là đã chọn không nhầm được hướng. Vì đến bây giờ thì như các bạn đã biết, thực tế ảo, thực tế tăng cường, các cái phương pháp liên quan đến số hóa, các cái phương pháp liên quan đến trình diễn thì rất là phát triển. Và mình nghĩ đây là một cái cơ hội vàng để cho mình có thể là tất cả mọi người cùng hiểu được cái giá trị lịch sử của Việt Nam mình thế nào. Và có một cái điều rất là mình cảm thấy khó khăn thì nó cũng qua rồi, còn bây giờ cái khó khăn đang phải đối mặt ấy, thì đấy chính là cố gắng làm cho tất cả mọi người là đều vì một cái sự phát triển của cái nền cổ phong Việt Nam. Và mọi người nếu mà nói một cách rất là mạng xã hội thì là bớt sân si đi chút, thì cái là cái khó khăn nhất đấy, là để cho tất cả mọi người đều cùng nhau để có phát triển. Và mình thấy cái mặt tích cực rất là hay của các bạn trẻ bây giờ ấy, đấy là bây giờ không phải là người Việt ở Việt Nam nữa, mà người Việt ở mọi nơi trên cả thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ, đều có một cái thái độ rất là tích cực về mặt nghiên cứu. Và nghiên cứu ở đây là gì, là họ đặt mình ở trong cả một thế giới, và lúc đấy họ nghiên cứu trên cơ sở là đặt mình bên cạnh các cái nền văn hóa, rồi những cái đất nước mà có cùng gọi là các nước đồng văn chẳng hạn thì như thế nào, và cũng bị cái tâm lý là cứ động một cái là giống Trung Quốc, động một cái là giống Trung Quốc. Cái thời bên mình là 8x thì là cái bệnh đấy nó là thâm căn cố đế, nhưng mà các bạn 9x và trở về 2000 thì cái tâm lý mà cái gì cũng giống Trung Quốc là gần như là không còn nữa. Mà chính cái tâm lý đấy đã tạo ra một cái rào cản vô hình cho những cái anh em nghiên cứu, và họ không dám tiến sâu hơn về những cái gọi là giao lưu này, hay là những cái hội nhập này, những cái gọi là giao thoa này,
và những cái mà khi mà giao thoa thì mới thăng hoa được. Mà cái sự thăng hoa đấy của mỗi dân tộc thì nó tạo nên cái bản sắc riêng của người, của cái dân tộc đó, của cái đất nước đó, thì nó hay hơn. Và đã là về văn hóa thì sẽ không có biên giới, nó chỉ có về suy nghĩ, về tư duy, về khoảng thời gian. Thì đấy, thì nó là thế. Mà cái sự giao thoa và tiến đến sự thăng hoa trong nhận thức về mặt nghệ thuật, về mặt văn hóa thì nó mới tạo ra được cái bản sắc riêng. Thì cơ bản câu chuyện mình là thế. Dạ. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của các anh chị. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần 1 của buổi mạn đàm ngày hôm nay với chủ đề hiện trạng của cổ phong Việt Nam. Sau ít phút nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận về tương lai, hướng đi, hướng phát triển của cổ phong Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi mạn đàm trực tuyến với chủ đề Hiện trạng và hướng phát triển của cổ phong Việt Nam. Buổi chia sẻ được thực hiện bởi Vietnam Center với 4 vị khách mời. Và quay trở lại với chương trình thì vừa rồi chúng ta đã nói đến những điều thú vị cũng như là những cái khó khăn trong quá khứ mà các anh chị đã gặp phải khi mà hoạt động cổ phong. Vậy thì không biết là trong tương lai các anh chị có suy nghĩ như thế nào về những cái điều kiện hay là những cái điều chúng ta cần phải bổ sung để có thể phát triển cổ phong Việt Nam hơn nữa trong tương lai ạ? Xin mời chị Tuyết ạ. Mình là người sưu tầm cổ vật, nói về hướng phát triển của cổ phong nó cũng khá là rộng lớn. Nhưng về cá nhân mình, về những người sưu tầm cổ vật mà mình có cái rẽ hướng một chút là đầu tư về phát triển nền phim ảnh Việt Nam một chút. Mình như anh Phương nói, cũng mình vừa nói, những người đi trước như mình và một số đạo diễn trẻ là những người gọi là cắm tử quân, à họ sẵn sàng làm cái gì mà mọi người có thể là đánh giá đúng sai, nhưng có sự cố gắng như vậy. Thì cũng như mình vậy thôi, mình sưu tầm và chơi cổ vật cũng có một khoảng thời gian rồi. Và mình muốn là từ những cái mà mình đang sưu tập, từ cổ phục đến cổ vật, những cái mình đang làm, mình muốn là đưa lên cho lớp trẻ được thấy và được hiểu nó hơn. Thì cái điều đó mình đang muốn là nó đưa lên hình ảnh một chút, đưa lên về những diễn đàn văn hóa, đưa lên về những cái không riêng về cổ phục, về văn hóa, lịch sử, về cổ vật, nó trải dài lên một chút nữa. Thì cái điều đó là điều mà mình mong muốn rằng lớp trẻ, và hơn thế nữa rằng là cộng đồng con người Việt Nam ở hải ngoại, ở rất nhiều nơi như Việt Nam Center đang muốn hướng đến, sẽ biết đến nhiều hơn và có những cái hiểu biết rõ nhất hơn. Vậy thì với góc nhìn của một nhà nghiên cứu thì anh nghĩ sao ạ, thưa anh Lập? Dạ, thì cái vấn đề này cũng như chị nói rất là đúng. Nhưng mà cái bạn trẻ của chúng ta nên có một cái góc nhìn nó thoáng hơn một tí nữa, và cho cái điều kiện để những nghệ nhân, những cái anh chị em trong cái công tác mà phục dựng, phát triển cổ phong nó được thoải mái. Vì những cái lời bình phẩm phê phán của các bạn rất là quan trọng, nó chính là những cái nguồn cổ vũ động viên, nhưng đôi khi nó cũng mang ngược chiều, làm cho tính chất rụt rè. Ví dụ như là khi bên mình bình cái cánh họa sĩ vẽ một cái áo lên, một cái bức tranh lên, người ta nói giống Trung Quốc quá, giống Hàn Quốc quá, giống Nhật quá. Thật ra họ không hiểu. Thật ra các nước đồng văn, cái gì nó cũng có một chút chút giống giống. Nhưng mà cái khác thì họa sĩ, thật ra đầu tiên họa sĩ là cái ý tranh, cái cảm giác về tranh, cái nội dung truyền thần, cái nội dung tả ở trong đó. Còn cái màu sắc ở trên đó, hình họa ở trên đó, nó chỉ là một cái nhẹ nhàng người ta gửi, người ta hình ảnh mà thôi. Mình phải cảm nhận cái đó. Hoặc là những cái MV mới đây, những cái MV mà về làm cái văn hóa mà đồ quan quân xưa, vua chúa xưa rất là tốt, nhưng sau đó nói cái quân lính này không đẹp trai, quân thị vệ kia mặc không đúng đồ. Thật ra họ chỉ làm MV, họ muốn đưa bài nhạc lên, nhưng mà cái giá trị là họ đã biết đến cổ phong của mình và họ lồng ghép vào, mình nên trân trọng. Từ những cái đó thì mới thúc đẩy được, chứ còn nếu chúng ta quá phê phán rồi thì thật sự như chị nói, đây là cảm tử quân, đây đều là cảm tử quân hết. Mà giờ chúng ta cứ xông ra trận là bị chính quân của chúng ta
dập lại như thế là mình chết. Nhưng mà cũng có hai mặt của nó mà. Mình thấy cũng rất nhiều các bạn trẻ ủng hộ hết sức. Và cũng bắt đầu từ, và mình cũng động viên rất nhiều anh em là có phê phán, nghĩa là có xem, có tìm hiểu thì mới có phê phán. Nhưng mà từ những cái đó thì họ sẽ nhìn ra được, có người đôi co, có người nói thì phải biết đúng sai, và thế là đã có tìm nhưng hiểu mà nó cũng là tốt. Tại vì tốt cái mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển, nó lúc nào cũng tương bổ cho nhau. Đó là hai mặt. Vậy thì với góc nhìn của một người đã có một thương hiệu là Great Việt Nam, có một dự án là Hoàng Cung của Trẫm, thì anh Vũ Đức có suy nghĩ như thế nào về điều này ạ? Mình nghĩ là để muốn cho cổ phong phát triển thì phải đến từ nhiều phía. Phía thứ nhất đấy là từ những người sản xuất, thì thứ nhất là họ phải nghiên cứu kỹ hơn rồi, và có những cái công nghệ họ làm thật là để làm sao để cho nó đến được nhiều với công chúng hơn, như kiểu mà hạ giá thành chẳng hạn đó. Chẳng có một câu chuyện đấy là cái vải dệt ở Việt Nam, khi mà vải dệt của Việt Nam thì qua 10 năm thì vẫn chất lượng như vậy, nhưng mà giá thì đã tăng lên gấp 5 lần. Trong khi mà nếu mà là vải của Hàn Quốc chẳng hạn, lấy một quốc gia như vậy, thì vải của họ tốt hơn nhưng mà lại rẻ hơn một nửa cái giá của mình. Và rất nhiều những người gọi là chắc chắn bây giờ tất cả những cái đơn vị làm về trang phục cổ phục chẳng hạn, đều trong danh mục của mình đều có vải của nước ngoài, và thường là gọi là các bạn là khách hàng sẽ gọi là sự lựa chọn cái loại vải đó vì nó đẹp lại rẻ đó. Thì đấy là câu chuyện của cái những mặt hàng Việt Nam. Ngoài ra thì đúng như các anh chị đã nói là về công chúng, tức là cũng nên đón nhận một cách gọi là văn minh hơn. Tất nhiên là có thể mình sẽ phê phán, phê bình những cái gì chưa đúng, tuy nhiên là vẫn phải cổ vũ, khuyến khích đó. Thì mình nghĩ là phải từ tất cả các tầng lớp trong một cái gọi là lĩnh vực đó. Vậy thì đó là những cái điều chúng ta mong đợi đúng không ạ? Thì không biết là cái sự dự đoán của các anh chị về tương lai của cổ phong Việt Nam sắp tới đây sẽ như thế nào ạ? Thưa anh Phương ạ. Thật sự là nếu mà dự đoán thì rất là quan. Rất lạc quan, thật sự rất lạc quan. Tại vì như những cái gì chúng ta chia sẻ, có khi thờ, cũng như là biết khoảng và phần còn lại sẽ là sự chung tâm của tất cả. Mình thấy rằng là so với những gì mình khi mình đầu tư vào lịch sử, vào cổ phục hay vào phim, những cái điều mình làm mình cũng không nghĩ rằng là nó tạo cái hiệu ứng tốt như bây giờ. Bởi mình thấy là mọi người chú tâm rất là, bắt đầu có một cái sự tìm hiểu chú tâm rất là cao, thì đấy là sự lạc quan phát triển. Mình nghĩ là 5-10 năm nữa sẽ là rất xứng đáng những gì mình đang làm bây giờ. Không biết là một nhà nghiên cứu thì anh Lộc có chia sẻ cùng cái quan điểm như vậy không ạ? Hay anh có những cái dự đoán gì khác không ạ? Dự đoán chung thì vẫn là như thế. Nhưng thật ra đây là, nó giống như là một cái quá trình ấy. Trước đây là những cái khó khăn thì ai cũng tìm cách khắc phục, và bây giờ chắc chắn sẽ đem lại những thành công. Và đặc biệt nữa, cái thành công đó là do các bạn trẻ hơn giờ chúng ta nhắm đến. Vì bao giờ cũng vậy, khi chúng ta làm gì mà có một cái lực lượng là tươi trẻ, lực lượng thanh niên ở trong đó thì luôn là sẽ thành công. Cái đó là điều quan trọng. Vì hiện giờ như bạn thấy, chụp kỹ yếu thường thường là phải tới lớp 12 chụp và mới đầu tư. Mà hiện giờ mình đã phát hiện rồi là kỹ yếu chỉ có cấp 2 thôi. Cấp 2 thôi mà dám chơi lớn, thuê cổ phục, mặc áo giao lĩnh, mặc áo ngũ thân, làm đủ hết. Thậm chí có ở trong hình như là trường gì không nhớ rõ, như Trần Đại Nghĩa hay sao đấy, cấp 2 ở trong Sài Gòn, mà các bạn là còn mảng bao phục dựng của triều Nguyễn, dám thuê như thế, dám chơi lớn như thế. Cho nên thật ra nếu chúng ta đầu tư một cách chính đúng đắn, có cái tầm chiến lược phát triển đúng và đem lại những cái sản phẩm có giá trị chất lượng cao, thì công chúng không ai sẽ xa rời chúng ta đâu, và họ sẽ luôn luôn sát cánh với chúng ta, và chắc chắn đường đi của chúng ta là đúng và nó sẽ thành công. Vừa rồi là những nhận định và dự đoán của các vị khách mời về tình trạng chung của cổ phong Việt Nam hiện nay cũng như là trong tương lai. Vậy thì không biết là với mỗi anh chị ở đây thì các anh chị có những dự án hay là những dự định gì trong tương lai có thể chia sẻ với các khán giả của buổi mạn đàm ngày hôm nay được không ạ? Xin mời anh Lộc ạ. Bên mình thì hiện giờ đang có một số cái dự án là khôi phục lại một số cái hiện vật của nhà Nguyễn. Cụ thể nhất ở đây là cái đài, cái đại đài.
cái đai quan chúng ta hay thấy mà để mặc kèm với lại các cái áo quan ấy. À, đó là thứ nhất, và thứ hai là một số cái mũ ô sa của Việt Nam. À, cái đây là cái phần mà hiện giờ mình đang quan tâm nhất, vì nó bổ sung, nói chung vừa gọi là bổ sung những cái phụ kiện cho một cái bộ trang phục phục sức của vào giai đoạn nhà Nguyễn. Vì hiện giờ chúng ta đang chú tâm về phần áo, nhưng mà còn phần mũ mão, cân đai, rồi giày thì vẫn chưa có hoàn chỉnh lắm. Thì đây là một phần mà mình đang bổ sung để mà chúng ta hoàn tất cái giai đoạn về cái phục sức của triều Nguyễn. Dạ vâng ạ. Thế còn về chị Tuyết thì sao ạ? Mình thì cá nhân là người sưu tầm cổ vật, luôn luôn hy vọng những cổ vật quý của Việt Nam lưu lạc được mang về Việt Nam qua rất nhiều con đường và những cái hoặc là phát triển về. Còn riêng cá nhân mình ấy thì cũng luôn là ủng hộ đầu tư cũng như là muốn ủng hộ những cái dự án phim của những người trẻ, hoặc là những người có những dự án về phim về lịch sử, hoặc là những cái về cái gọi là những sàn đấu giá mà tương lai mình đã hướng tới, để biết để cho cái cổ vật Việt Nam được nên mọi người biết nhiều hơn, được trân trọng hơn, được lưu giữ hơn. Thì đó là những một số những cái mà mình đang muốn hướng đến tương lai của vậy. Dạ, cảm ơn chị. Thì con về anh Việt Phương ạ. Về cá nhân mình thì là bên mình thì đang hoàn thiện, cố gắng hoàn thiện các cái kỹ thuật liên quan đến số hóa 3 chiều và các cái hiện vật, và đặc biệt là nghiên cứu các cái giải pháp để có thể quảng bá các cái giá trị của cha ông đến càng nhiều người càng tốt. Đó là các giải pháp về thực tế ảo, giải pháp về thực tế tăng cường, và đặc biệt là hoàn thiện cái quy trình cũng như là hoàn thiện các cái chức năng của một cái gọi là một cái giải, các cái hệ thống giải pháp công nghệ thông tin trong một cái bảo tàng. Dạ, thì con về anh Vũ Đức ạ. Mình sẽ tiếp tục đối với cái dự án hoàng cung của chồng, mình sẽ tiếp tục sẽ hoàn thiện cập nhật những cái về những cái bộ trang phục trong cái bộ minh họa về lễ phục của các nhân vật trong cái tuyến nhân vật ở trong đó. Thứ hai là về cái thương hiệu Great Việt Nam thì bọn mình sẽ hoàn thiện dần dần, nghĩa là bọn mình quan điểm là làm đến đâu thì sẽ phục vụ đến đấy, và theo kiểu phải làm cho được chứ không phải làm cho xong. Cho nên là rất là mong mọi người sẽ đón nhận. Dạ vâng, tôi tin rằng là dù với lĩnh vực nào, dù với khía cạnh nào, dự án nào thì nó cũng sẽ góp phần cho sự phát triển của cổ phong Việt Nam nói chung trong tương lai. Xin cảm ơn các anh các chị về sự chia sẻ ngày hôm nay ạ. Vâng, vừa rồi chúng ta đã có một buổi mạn đàm với thật nhiều thông tin, nhiều góc nhìn, và chúng tôi, những người làm chương trình, hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm thật nhiều những góc nhìn khác nhau về hiện trạng và hướng phát triển của cổ phong Việt Nam. Rất mong nhận được sự góp ý, quan tâm và ủng hộ của quý vị và các bạn trong những dự án tiếp theo, không chỉ của Việt Nam Center mà còn của các vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!